Thầy ông nội Lê Tùng Vân đề nghị tòa tuyên vô tội, trả tự do cho các đệ tử. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án, tuyên ông và các đệ tử vô tội, đồng thời trả tự do cho các đệ tử và đình chỉ vụ án. Sáng ngày 3 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, tiếp tục phần tranh luận. Tại phiên tòa, luật sư bảo chữa cho các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận tất cả các phần phát biểu của các bị cáo tại phiên tòa để qua đó xác định vụ án đã vi phạm luật tố tụng, không đảm bảo việc xét xử. Do bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt nên luật sư bảo chữa nêu lại những lời kháng cáo của bị cáo Lê Tùng Vân theo đơn kháng cáo bị cáo lê tùng vân cho rằng ông không xúc phạm phật giáo việt nam tỉnh long an không xúc phạm công an huyện đức hòa ngược lại ông cùng một số người ở thiền am tức thiền am bên bờ vũ trụ là nạn nhân bị lạm dụng vu khống trong thời gian dài rất thậm tệ tôi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm tuyên tôi và các đệ tử vô tội trả tự do cho các đệ tử của tôi đồng thời đình chỉ vụ án luật sư nêu lại đơn kháng cáo của bị cáo lê tùng vân luật sư bào chữa cho rằng lời kháng cáo kêu oan của bị cáo lê tùng vân cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa cũng là kiến nghị của các luật sư luật sư bào chữa nhận định vụ án này bộc lộ những oan sai vì thế luật sư kiến nghị các bị cáo lê tùng vân lê thanh nhị nguyên lê thanh hoàn nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc không phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và tuyên trả tự do cho các bị cáo vào phiên xét xử vào chiều hôm qua ngày 2 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản A, điểm 1, điều 35 và 36 bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc và giữ nguyên bản án sơ thẩm hình sự được tuyên vào ngày 21 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo các đại diện của Viện Kiểm sát, từ những chứng cứ tài liệu, các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai đã bàn bạc, giàn dự, đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc sai sự thật, nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự công an huyện Đức Hòa và nhiều tổ chức cá nhân. Tại cấp sơ thẩm, hội đồng xét xử cũng đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình, trong phiên tòa hôm nay ngoài các tình tiết có trong hồ sơ vụ án các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu tình tiết mới nên không có cơ sở để chấp nhận do đó đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm